đất nước có thể được. Em xin phép chào bác nhé. Nay thì em xử lý nhanh cái con La Tiêu La cho anh khách ở Hải Dương. Tình trạng con này thì anh chỉ làm phần cơ thôi. Còn đâu là con này em vừa kiểm tra đây, đang nói phần da EO thì ok. Băng, phần băng thì liệt hết rồi. Bó cứng cũng bấm được này. Nói chung phần cơ giải quyết nhanh. Là mỗi phần cơ thôi, nên là tranh thủ giải quyết luôn nhé. Em sẽ tháo ra xử lý cái phần cơ này. Nhưng con này của mình này, đây một phát gắn này, kia một phát gắn này. Nhưng cái vấn đề ở đây, em nói ở đây này, mình riêng cái chân bên này gắn mà không thể xoáy được ốc. Ở lý do là gì? Bác xoáy cái ốc vào. Đây cái ốc này. Cái đầu như này. Đầu này thì còn tạm xoáy được. Đây là cái đầu mà cái con ốc không thể xoáy được đây. Bác bảo này nó mất. Rồi nó lông thế này, bác bảo các bác xoáy vào, đến lúc xoáy ra xoáy làm sao được. Đâm ra đôi khi có những ốc mà nó ấy rồi là mình phải xử lý kiểu khác. Xoáy chặt quá, lúc tháo ra không tháo nổi được. Con này có 4 ốc, nhưng mà 4 ốc đấy để em tính sau. Không thể tháo ra được. Quan trọng là xử lý phần cơ cho bác ấy nhá. Con này thì rắc là bác không cắm nữa rồi, và hai cái dây này thì nó đứt ở motor ra nhé. Mấy dây này đứt hết rồi. Mà hiện tại là bộ cơ đang bị kẹt. Thì để em phục hồi lại cơ này trước, xong rồi em sẽ kiểm tra xem motor nó còn chạy không chạy. Cái con này nó bị mòn mấy cái bánh răng ở đây thì con này. Đây này. Cái này này. Vòng trong này. Nó mòn nên là khi mà kéo cơ lặng là nó có hiện tượng cạch cạch nha. Khi mà kéo lặng nó hiện tượng cạch cạch. Để em kiếm bánh răng này em thay. Con motor này lâu không chạy, nó bó rồi các bạn. Rất lặng này. Quay lặng lắm. Đang thử xử lý con motor này cho nó trơn tru, xong nếu mà không được thì bắt buộc phải thay motor khác. Con này thì bây giờ test cái phần băng thì đúng hai loa em mới để ý là con này đang bị vế to vế nhỏ này. Anh khách thì anh nhu cầu là mỗi phần băng thôi, nhưng mà con này em mở lên xong em tách loa các bác nghe nhé. Đây đặt cả cái loa này, hai loa như nhau này, vừa phải đảo thử cả hai chiều loa rồi. Dây ô đấy đang lên tí nữa này. Đêm đã khuya lắm rồi, tôi vẫn chạy. Bác nghe và nhé. Ký ức của tôi. Bác nghe kỹ nhá. Bên này nhỏ này. Đời người cũng như con tàu, rồi sẽ phải trở về ga cuối của cuộc hành trình. Điều quan trọng là bên này nhỏ con lửa luôn này. Đã làm được gì, để lại những gì? Cơ con này thì em làm ok rồi đây, nhưng mà cái đầu từ nó đang tình trạng nó đang bị mòn, nó mất giải quá. Em vừa liên hệ với khách, khách đồng ý thì em mới tháo ra em thay. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, ăn cạnh mặt trên kìa. Đấy. Ăn cạnh này. Đấy. Ăn cạnh, ăn khớp luôn đấy. Giờ em sẽ kiếm đầu từ khác em thay. Và xử lý cái phần đi quay nữa cho cân hoa nữa là ok. Vui vẻ, lạc quan. Con này của mình ok rồi anh nhé. Thì con này ở riêng phần cửa băng này, là nếu cho băng vào thì bấm ra là không ra được đâu, phải cậy. Ở đây của mình nó, cái phần cơ băng này của mình nó bị gãy một bên chân nhựa kìa. Và thợ trước họ đã chế rồi. Họ đã chế rồi kìa. Thì cho băng vào nó sẽ hơi khó một tí. Và vấn đề nếu như không có băng thì mở ra vô tư nhá. Nhưng có băng vào thì nó sẽ ra là nó mắc, hơi mắc. Thôi vấn đề đấy khắc phục đi. Bộ cơ này cũng phải vệ xử lý lại cả phần cơ và phần motor, thay dây cu loa, thay bánh tì, thay đầu từ. Hôm qua cũng quên không báo anh vấn đề nữa là thay anten. Lấy giờ mới nhớ ra là thay cho anh một cái cần anten. Đã thay anten rồi nhá. Dây ô em test dây ô này. Đây là FM. FM ok này, AM này.
gió mặc sóng gió, lính nhà giàn bọn tôi ở đó, những ca từ mộc mạc chân thành hai mà quý vị đang nhá. Nghe được những người cho mình một con đường trên băng này. Băng thì nếu mà tiếng hơi tối thì lau qua đầu từ nhé. Băng cũ nó sẽ bẩn, nó sẽ hơi tối giải cao. Tua thấy ok nhé, nói chung băng nó ok đấy. Con này kể cả chập chờn cả cái đèn báo này họ chuyển sang thành báo nguồn đấy, nó chập chờn nó cũng xử lý ok cho anh rồi. Thay dây cu loa các thứ ok rồi, xử lý lại chân ốc cũng ok hết rồi nhé. Con này của mình đã xong rồi. Cảm ơn các bác đã theo dõi video, hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nhé. Con này thì em sẽ liên hệ với khách và mai em sẽ gửi. Chào tạm biệt các bác nhé.